Hello anh em, hôm nay cái dòng máy cân tia 616 và 666 về lại để phục vụ cho anh em này. Dòng Ruby nha anh em, dòng 16 tia và 12 tia để mình sử dụng trong các công việc, các công trình xây dựng anh em có thể sử dụng ha. Như làm ốp lát gạch này, những anh em mà sử dụng những con 16 tia nó là 4D anh em, 4 góc tường đều có đầy đủ hết cho anh em luôn ha. 16 tia 4D là đủ để cho anh em mình sử dụng. 4D là 4 góc tường anh em mình có thể làm, để ở giữa là anh em có thể làm đầy đủ 4 góc tường luôn ha. Nó cân đối cho anh em luôn. Dòng này thì tia sáng cực kỳ xa cho anh em luôn ha. Làm ở môi trường bình thường, ở trong sử dụng trong nhà thì anh em có thể xài chiếu sáng từ 5 đến 70 mét là sử dụng sáng cực sáng cho anh em luôn. Anh em có thể điều chỉnh độ sáng tối đều được hết ha. Có remote để anh em sử dụng luôn. Còn anh em sử dụng ở ngoài trời nó khoảng tầm 30 mét, 2-30 mét là anh em có thể thấy ha. Thoải mái để anh em làm việc. Có kính để hỗ trợ cho anh em nhìn xa trong rộng này anh em ha, kính màu xanh để hỗ trợ tia sáng xanh này anh em. Tia xanh thì anh em mình sử dụng rất là xa luôn, tia đỏ thì mới là sử dụng trong ban đêm hoặc là ở trong nhà ha, còn tia xanh anh em sử dụng ở ngoài trời sáng vô tư luôn anh em ha. Riêng về dòng 616 và 666 của thương hiệu Ruby Q này ở trên thị trường thì rất là nhiều nơi bán luôn. Giá thì từ 1.650.000 này, 1.500.000, có rất là nhiều luôn. Có một số nơi giá sale là 1.450.000, nhưng mà ở Minh Châu cứ hàng về, có hàng là có giá tốt cho anh em ha. Chỉ với 1.150.000 là anh em sở hữu một con 16 tia 4D, 2 pin kèm theo cho anh em luôn ha. 2 pin một sạc có đầy đủ như thế này cho anh em này, sạc này ha. Máy là cắm pin rời. Đây, anh em cắm sạc rời ở đây luôn chứ không cắm trực tiếp vào máy, cho nên rất là an toàn, không ảnh hưởng đến bo máy ha. Khi anh em nhiều cái dòng sản phẩm mà cắm trực tiếp vào bo máy á, thì nhiều anh em cắm nhầm cái sạc 12V vào thì máy nó sẽ ảnh hưởng, cái bo máy nó hư bo ha, là đi tông. Nhưng mà ở đây thì pin 6.000 cho anh em ha. Pin 6.000 AH thì anh em mình có thể sử dụng thoải mái luôn. Thoải mái để anh em sử dụng cả ngày đó anh em ạ. Hai pin nữa anh em thay đổi mình sử dụng ha. Dòng 16 tia và 12 tia, nhu cầu làm việc của anh em nhiều thì anh em có thể sử dụng 16 tia là đủ tia 4D cho anh em, còn 12 tia là 3D ha. Đây, 12 tia thì không có cái trụ tia ở bên trên, 16 tia thì nó có cái trụ tia ở bên trên này anh em. Đây, anh em thấy không? Trụ tia bên trên là 4 tia là 16 tia, còn trụ bên này nó không có cái trụ tia 4 tia ở bên trên là 12 tia cho anh em mình làm việc ha. 3D là 3 góc anh em có thể làm việc đầy đủ rồi. Có remote để anh em sử dụng luôn ha. Đứng từ xa anh em có thể điều khiển tia được luôn ha. Ok chưa? Điều sử dụng là hai pin 6.000 AH hết nha anh em, cả hai dòng như thế này ha. Đầy đủ, chỉ có khác là 12 tia và 16 tia thì nó chỉ khác cái trụ tia bên trên. Đó, bên một bên 12 tia nó không có cái trụ bên trên thôi ha. Nhưng mà về chất liệu, về dòng này thì anh em biết rồi. Minh Châu bán rất là nhiều, về lô nào là làm sạch lô đó. Nhiều anh em hiện tại bây giờ đang chờ hàng để về để anh em mua về để sử dụng ha. Nhưng mà hôm nay về là Minh Châu lên lại video để cho anh em mình tham khảo để sử dụng. Anh em nào chưa biết mình có thể sử dụng. Riêng về dòng này anh em thấy này, đây, con máy này được thiết kế ở bên dưới thì anh em thấy là bằng kim loại toàn bộ nha, bằng hợp kim nhôm và sơn từ điện bên ngoài rất là chắc chắn luôn. Đây, chân để mình cân này. Đây, anh em thấy không? Nâng cao thấp khi anh em để ở những cái nơi mà gồ ghề không được cân bằng thì anh em có thể điều chỉnh ở đây ha. À, có bóng tia đầy đủ cho anh em mình luôn. Mình có thể cân 16 tia thì thoải mái luôn. Có bóng nước ở đây để cho anh em mình cân này ha, cân bằng trước khi mình bật tia. Còn khi mà anh em di chuyển thì anh em nên khóa tia lại ha. Đây, đẩy cái tia qua đây là bật này, đẩy về là khóa nha. Khóa là cái quả lắc nó sẽ không lắc. Khi anh em mà di chuyển như đường xa, đường dùng dằn thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến quả lắc bên trong. Nó sẽ độ chính xác tia và độ bền tia, tuổi thọ tia sẽ cao hơn cho anh em mình sử dụng ha. Đó, ok chưa? Toàn bộ các nút bấm là cảm ứng cho anh em mình luôn. Đây anh em. Đó, bật tia lên này. Anh em sẽ thấy tia cực sáng luôn. Có remote để anh em mình sử dụng này. Đó, ok chưa? 16 tia là 4D, anh em thấy không? Đây anh em, 16 tia là 4D đủ để cho anh em mình sử dụng luôn. Anh em thấy không? Ok chưa? 4 tia dưới này. Đó, 4 tia bên hông này anh em ha. 4 tia bên trên là 16 tia và 12 tia có luôn cho anh em. 12 tia thì không có trụ bên trên nha anh em ha. Đó,
tia sáng thì giống nhau, bóng led nhật cho anh em mình luôn, của Rubikui nha anh em, rất là đã luôn. 4D cho anh em mình sử dụng. Đó, vỏ bên ngoài là được làm bằng dừa nguyên sinh, cho nên anh em mình sử dụng rất là bền bỉ luôn. Đây, khi anh em mình di chuyển này, anh em có thể tắt đi để cho quả lắc nó không lắc này. Anh em thấy không? Pin biết điều là làm bằng nhựa nguyên sinh này. Anh em thấy cái nhựa bên ngoài đã không? Không sử dụng nhựa chết, cho nên hàng chất lượng mà giá quá bèo luôn anh em. Đó, ở Minh Châu là giá cực kỳ bèo luôn. Không phải là ở đâu cũng bán một giá đâu anh em, nhưng mà ở Minh Châu giá hàng về là giá tốt cho anh em luôn. 1.150.000 mà anh em sở hữu một con như thế này. Và con 12 tia thì 1.090.000 là anh em có thể sử dụng con 12 tia ha. Nó rẻ hơn một xíu thì bởi vì nó không có trụ tia bên trên, nhưng mà nếu mà anh em sử dụng con này nó sẽ tiết kiệm pin hơn so với 16 tia. 16 tia thì thêm bóng thì tất nhiên là nó sẽ hao pin hơn ha. 16 tia mà anh em sử dụng 12 tia, anh em có thể bật ở đây mà. Đây ha, anh em có thể bật bên trên này hoặc là sử dụng remote. Ok chưa? Anh em sử dụng bao nhiêu tia thì anh em có thể dùng remote, anh em bật tia là nó cũng tiết kiệm pin. Đó, còn nếu mà mình sử dụng nhu cầu của mình chỉ cần 12 tia thì anh em nên sử dụng con này 12 tia anh em, có đầy đủ cho anh em luôn ha. Đó, ở bên trên này. Đó, cảm ứng hết toàn bộ rất là nhạy luôn. Anh em sử dụng những cái dòng mà nút bấm thì nhiều khi vào bên trong bụi bẩn nó sẽ ảnh hưởng là có bụi là bấm không được đúng không? Còn về dòng cảm ứng là anh em mình ở bên ngoài này. Đó, ok chưa? Khóa tia và nháy tia để báo cho anh em mình khi mà ở xa ha, mình nhìn khó thì mình có thể bấm cái tia nó sẽ nháy lên để anh em mình định dạng tia từ xa ha. Ok chưa? Tắt. Đó, tia ngang này. Để anh em thấy không? Sáng nét cực kỳ luôn. Tăng chỉnh độ sáng tối này. Đó, giảm tia xuống này anh em thấy này. Đó, giảm độ sáng thì đồng thời nó cũng nét cái tia lại cho anh em mình, độ chính xác nó sẽ cao khi anh em làm việc ở khu vực gần ha. Đây, còn anh em làm xa thì anh em có thể tăng độ sáng lên. Ok chưa? Nhấn giữ là nó sẽ tăng thôi, ở remote cũng vậy luôn. Anh em mình có thể sử dụng điều khiển từ xa ha. Rồi, 1.150.000 và 1.090.000 anh em sở hữu tùy theo nhu cầu của anh em ha. Anh em nào ở gần thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của Minh Châu để sở hữu một máy. Còn em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Yên tâm luôn em. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.